Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả nợ hàng tỷ mỹ kim cho các công ty sắp phá sản. Thưa quý vị, theo như báo từ trẻ ngày 3 tháng 8 năm 2019 loan tin, tính cho đến hết năm 2018, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bảo lãnh vay vốn số tiền 27 tỷ 700 triệu mỹ kim cho các công ty có các dự án lớn, trong đó có 23 tỷ 600 triệu mỹ kim là tiền vay ngoại quốc, còn 4 tỷ 200 triệu mỹ kim là vốn vay trong nước. Một số công ty lớn được bảo lãnh cho vay như tập đoàn điện lực cộng sản Việt Nam vay 10 tỷ 100 triệu Mỹ kim, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam vay 3 tỷ 300 triệu Mỹ kim, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam vay 678 triệu Mỹ kim, tổng công ty truyền tải điện quốc gia vay 615 triệu Mỹ kim và một số công ty khác vay 2 tỷ 690 triệu Mỹ kim. Tính chung trong ngành điện, nhà cầm quyền Cộng sản đã bảo lãnh cho các công ty này vay số tiền 17 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, ngành hàng không và ngân hàng cũng được bảo lãnh vay số tiền lớn như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vay nợ 1 tỷ 30 triệu Mỹ Kim. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát hành thêm 9.670 tỷ đồng tiền trái phiếu, nâng tổng dư nợ trái phiếu lên tới 39.331 tỷ đồng. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng dư nợ trái phiếu là 118.406 tỷ đồng. Sau khi bảo lãnh cho các công ty ngân hàng nhà nước trên vay nợ, giờ đây nhà cầm quyền đang phải ôm nợ và thực hiện trả nợ thay cho nhiều công ty đã làm ăn thua lỗ này. Bộ Tài chính cho biết trong năm 2018, quỹ tích lũy trả nợ của nhà cầm quyền đã phải ứng ra chi trả nợ thay cho một số khoản vay mà nhà cầm quyền đã bảo lãnh. Thưa quý vị, thí dụ như là nhà máy giấy Phương Nam Nhà cầm quyền đã phải trả nợ thay 97 triệu Mỹ kim cho công ty này. Theo đó, tổng dư nợ được chính phủ bảo lãnh cho đến hết năm 2018 là khoảng 437.372.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13.5% nợ công, tương đương 7.9% GDP.